để cho cái chảo thắng nước màu không dính, thì đây thì mình cho 2 muỗng canh dầu, và 1,5 muỗng canh đường để thắng nước màu. Đây mình thì chảo thắng nước màu có dầu ăn thì nó sẽ không có dính chảo đây, và nó cũng sẽ đồng thời cũng sẽ có cái màu rất là đẹp. Và để cho cái món ớt kho sả, ớt thêm phần hấp dẫn, thì bà xã em cho một ít tỏi bầm để mình phi lại, để mình cùng với một ít sả ớt bầm phi cho nó thơm. Rồi bắt đầu là bà xã em cho cái nước ớt ớt vào cháy sơ, nên bắt đầu là cho cái phần sả với tỏi vào quyện nhau với phần cái nước ớt ớt xong có mùi thơm, thì bà xã em cho ớt vào kho đại đình. Và để cho phần ớt kho sả nó thấm thì bà xã em dùng đũa để đảo đều phần thịt ớt này, thì mình dùng khoảng là 300 g ớt. Để cho nó thấm đều gia vị thì bà xã em dùng đũa đảo đều thịt ớt cho nó thấm gia vị. Và sau khi cái phần nước kho đã sắc xuống và ớt cũng đã thấm đều gia vị, thì bà xã em cho vào một chén nước lọc hơn này để mình để bắt đầu mình kho. Và bà xã em cũng sẽ cho phần sả ớt bằm nhuyễn còn lại vào kho chung luôn để mình. Và chảo của ớt kho cũng đã sôi lên cho mình, thì cái phần bọt ở trên mặt thịt ớt kho thì đại đình mình dùng muỗng để mà mình vớt cái phần bọt đó mình bỏ đi, lại cho cái phần nước kho của mình trong và nó hấp dẫn hơn. Nước kho cái chảo ớt kho sả ớt cũng sắc xuống từ từ đây này, bắt đầu lên màu rất là đẹp không đây mà. Đó, hấp dẫn thì quay cận cảnh đây mình xem, rất là hấp dẫn và rất là thơm. Và chảo thịt ớt cũng bắt đầu từ từ sắc xuống, bà xã em cũng cho lửa nhỏ xuống đây mình. Khi mà chảo ớt kho sả ớt nước kho
sắc xuống thì đẩy lên mình, để lửa cho lửa nhỏ xuống bằng này mình cho riêu riêu để cho sắc xuống từ từ, chứ đẩy lên mình mà để lửa áp quá thì nó sẽ khét chảo bằng này, và thịt ớt sẽ ăn sẽ không ngon. Và thịt ớt cũng đã gần chín đây lên mình, bắt đầu ớt lên cái màu rất, có cái màu rất là đẹp, đây mình thấy không? Đó. Ở đây thì mình thấy không, ớt bắt đầu có màu rất là đẹp, rất là hấp dẫn hơn này rồi, và nước kho cũng sẽ sắc dần xuống. Thì em cũng cảm ơn Đại Linh mình trong suốt thời gian vừa qua luôn yêu thương và ủng hộ kênh của em, và đặc biệt là cùng làm những món ngon dành cho những bữa cơm gia đình của mình cùng bà xã em. Đại Linh mình em cũng cùng bà xã em cảm ơn Đại Linh mình đã cùng làm món ớt kho sả ớt cùng bà xã em cho bữa cơm gia đình của mình. Em cũng chúc cho Đại Linh mình có món ớt kho sả ớt thật là ngon, để có bữa cơm gia đình thật là ngon miệng và ấm áp, và đặc biệt là Đại Linh mình luôn sống vui khỏe, luôn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, làm ăn phát tài. Đại Linh mình em cũng mong rằng Đại Linh mình cho em được like và chia sẻ thật mạnh để cho bạn bè và người thân của Đại Linh mình cùng xem và cùng làm với bà xã em với những món ăn ngon tiếp theo cho đời, cho bữa cơm gia đình của mình nha. Và em cũng cảm ơn Đại Linh mình. Và thịt ớt cũng đã chín đây Đại Linh. Thì em cũng hẹn gặp lại Đại Linh mình trong những cái ớt kho sả ớt cũng đã chín đây Đại Linh.